Người bảo ông hãy theo tôi, ông đứng dậy
Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ. Vì họ đông và đi theo người, những tên sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ người: sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người ốm đau mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Xin dẫn chúng con về đường hành chúng con được.